Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ Bảy ngày 13 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình tối nay có những thông tin chính sau đây. Lâm Đồng gặp mặt doanh nghiệp doanh nhân nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Lâm Đồng giảm 10.000 ha đất sản xuất kém hiệu quả sang phát triển các loại cây trồng có lợi thế so sánh của địa phương. Hiệu quả từ mô hình 503 sạch của phụ nữ Nursery, thành phố Bảo Lộc. Quy định quản lý thu chi bằng tiền mặt qua hệ thống kho bạc nhà nước về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. Canada sẽ áp dụng chế độ hàng ngạch mới và đánh thuế quan đối với 7 loại thép nhập khẩu bắt đầu từ ngày 25 tháng 10. Một theo dòng thời sự hôm nay bất cập trong việc xét tiêu chí giảm nghèo đa chiều. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm nay 13 tháng 10 là ngày doanh nhân Việt Nam, ngày mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ngày càng nêu cao vai trò và động lực của doanh nhân trong sự nghiệp chung vì dân chủ, văn minh và tiến bộ xã hội. Cùng với các doanh nhân trên toàn quốc, doanh nhân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã dần khẳng định vị trí của mình và ngày càng đóng góp nhiều hơn vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Nhân sự kiện này, vào chiều hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức chương trình gặp gỡ doanh nghiệp doanh nhân nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Đến dự có ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng, ông Cà Mát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành và hơn 100 doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho trên 7.862 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, đã báo cáo tình hình phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm. Thực hiện kế hoạch số 3629 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện nghị quyết số 19 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo trên địa bàn Lâm Đồng. Các cấp ngành và các địa phương trong tỉnh đã tập trung hỗ trợ doanh nghiệp Lâm Đồng phát triển sản xuất, tạo thuận lợi về môi trường đầu tư. Hiện nay toàn tỉnh có 7.862 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 60.972 tỷ. Năm 2018 tuy còn khó khăn nhưng tình hình sản xuất kinh doanh chung của khu vực doanh nghiệp đã đạt nhiều kết quả tích cực. Số doanh nghiệp có lãi chiếm tỷ lệ 54,2%, tạo công ăn việc làm cho khoảng 763.000 lao động với thu nhập bình quân 54,16 triệu đồng một người một năm và tạo giá trị kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm trên 499 triệu đô la Mỹ. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian qua thì đó là những cái lớp mà tập huấn hay là những cái hỗ trợ cho doanh nghiệp biết tất cả những cái thủ tục, thì bên trung tâm đã xuất bản những cái cuốn hướng dẫn, những cái tài liệu mà có thể hướng dẫn cho doanh nghiệp mà tất cả mọi thủ tục để có thể làm những cái thủ tục về đầu tư kinh doanh hay là thủ tục pháp lý để mà thành lập doanh nghiệp hay là thành lập dự án đầu tư, hỗ trợ cho doanh nghiệp về những cái tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng, có chế độ chính sách ưu đãi của nhà nước. Từ sự hỗ trợ của tỉnh đã góp phần giúp các doanh nghiệp ngày càng phát triển, số doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả tăng cả về số lượng lẫn chất lượng, cơ cấu quy mô và lĩnh vực hoạt động phù hợp với chuyển biến cơ cấu kinh tế của tỉnh, góp phần đưa hiệu quả sản xuất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ngày càng được nâng cao. Tôi nghĩ cái buổi gặp gỡ như này rất là hữu ích, nó giúp các doanh nghiệp kết nối được với nhau. Và hơn thế nữa là giúp giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước xích lại gần nhau hơn. Và khi đã biết nhau rồi thì sau này cần hỗ trợ hoặc là làm việc với nhau nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Thực rất là vinh dự vì hàng năm tỉnh Lâm Đồng tổ chức cái ngày doanh nhân này để cho các doanh nghiệp và doanh nhân hội tụ với nhau để mà chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thêm những cái vấn đề về các công việc và xúc tiến các công việc sắp tới. Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng, đã biểu dương và đánh giá cao những đóng góp tích cực mà cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp Lâm Đồng đã góp phần vào quá trình phát triển kinh tế xã hội địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, chính cộng đồng doanh nghiệp Lâm Đồng đã phát huy tiềm năng trong phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo dựng và giữ gìn thương hiệu hàng hóa nông sản Lâm Đồng nói riêng và Việt Nam nói chung. Từ đó đóng góp quan trọng duy trì tốc độ tăng trưởng cao và ổn định của nền kinh tế, thực hiện tốt việc giải quyết công ăn việc làm, tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân trong tỉnh cần tiếp tục phát huy lợi thế, tranh thủ những thời cơ, những thuận lợi để chúng ta nắm bắt cơ hội để đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa, sản phẩm trên thị trường, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh,
tăng cường liên kết hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp, doanh nhân với nông dân và các nhà khoa học, cũng như liên kết trong sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu để hình thành các chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, thực hiện chấp hành tốt chính sách, pháp luật, trau dồi đạo đức kinh doanh, tiếp tục giữ gìn và vun đắp giá trị văn hóa của doanh nghiệp, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, có tinh thần dân tộc và có trách nhiệm với xã hội, quan tâm chăm lo đời sống của công nhân và người lao động. Cũng tại buổi gặp mặt, Sở Công Thương Lâm Đồng và Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ Lâm Đồng đã cùng ký kết giao ước thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trên các hoạt động như cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tư vấn giải đáp pháp luật để giúp doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển sản xuất. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tặng biểu trưng tôn vinh 50 doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương tỉnh Lâm Đồng thời gian qua. Lâm Đồng giảm 10.000 ha đất sản xuất kém hiệu quả. Phụ nữ Nau Suri với mô hình 503 sạch là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Thưa quý vị, vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ khoa học kỹ thuật Kha Đăng đã tổ chức chương trình hội nghị khách hàng niên vụ cà phê 2018-2019 nhằm tìm giải pháp nâng cao năng suất giá trị cà phê Lâm Đồng với sự tham gia của đại diện ngành nông nghiệp địa phương và các nông hộ trồng cà phê, các đại lý phân phối sản phẩm của công ty Kha Đăng. Tại hội thảo, các đại biểu tham dự cùng nhau trao đổi các giải pháp nhằm nâng cao năng suất chất lượng cà phê, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và giá trị thu nhập của cà phê Lâm Đồng. Cũng tại hội thảo lần này, đại diện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng đã tư vấn kỹ thuật và giới thiệu các mô hình sản xuất cà phê hiệu quả nhờ sử dụng sản phẩm thuốc điều hòa sinh trưởng RIT 10VKB và thuốc tiêu tuyến trùng LASAVER 18EC. Đây là những sản phẩm có khả năng giúp rễ tơ của cây ra mạnh. Các siêu vi chất trong sản phẩm có khả năng cải tạo đất và phát triển sinh vật có lợi, bổ sung và chuyển hóa dinh dưỡng nhanh cho cây, phòng trừ các tuyến trùng gây hại và tăng sức đề kháng cho cây trồng. Nhờ vậy đã giảm được 30% phân bón và tăng năng suất cà phê lên đến 7 tấn một hecta. Dịp này, công ty Kha Đăng cũng đã vinh danh các đại lý đạt doanh thu cao trong niên vụ cà phê 2018. Theo ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng, từ nay đến cuối năm 2019 sẽ giảm 10.000 hecta đất sản xuất kém hiệu quả với doanh thu dưới 50 triệu đồng một hecta. Để thực hiện mục tiêu này, Lâm Đồng sẽ tập trung phát triển các loại cây trồng có lợi thế so sánh của địa phương. Trong đó sẽ tăng diện tích cà phê chè chất lượng cao lên hơn 20.000 hecta với các dòng như Moka, Catura, Bourbon, v.v. Bên cạnh đó, sẽ khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới thiết bị công nghệ, tăng cường quản lý chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất cà phê chế biến xuất khẩu. Ngoài ra, tận dụng diện tích đất các khu vực bãi bồi ven sông suối để phát triển thêm diện tích cây dâu tằm, tùy theo đặc thù thổ nhưỡng của từng địa phương, hướng tới tăng diện tích dâu tằm lên khoảng 7.500 đến 8.000 hecta, trong đó chiếm 80% trồng giống dâu cao sản mới. Ngoài ra, còn phát triển tập trung cây dược liệu đặc hữu Atiso, Diệp Hạ Châu, Đương Quy, Đông Trùng Hạ Thảo, v.v. Hiện nay, toàn tỉnh có 591 trang trại chăn nuôi, tăng 329 trang trại so với năm 2013, phát triển theo xu hướng chăn nuôi tập trung gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, đã góp phần quan trọng trong việc kiểm soát chất lượng chăn nuôi và tạo đầu ra ổn định cho nông sản. Trong đó, 332 trang trại heo, 33 trang trại bò, 3 trang trại dê, 1 trang trại hươu sao, 1.220 trang trại gà, vịt, chim cút. Trên địa bàn tỉnh hiện đã hình thành một số chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm trong chăn nuôi, như công ty cổ phần chăn nuôi CB của Thái Lan sản xuất chăn nuôi heo gà, công ty trách nhiệm hữu hạn Jaffa Confis của Indonesia liên kết chăn nuôi heo và công ty trách nhiệm hữu hạn Emivest Festmill của Việt Nam, Malaysia sản xuất chăn nuôi gà, công ty Vinamilk, công ty Đà Lạt Milk và công ty cô gái Hà Lan liên kết tiêu thụ sản phẩm sữa tươi, công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Toàn liên kết tiêu thụ các nước lạnh. Với việc tạo nên các chuỗi liên kết này đã góp phần quan trọng trong việc kiểm soát chất lượng chăn nuôi và tạo đầu ra ổn định cho nông sản. Vì vậy mà tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi được tiêu thụ qua chuỗi liên kết chiếm 76%, tương đương khoảng 174.000 tấn sản phẩm. Trong lúc đó, tỷ lệ này đối với sản phẩm trồng trọt mới chỉ đạt con số khiêm tốn với khoảng 9% sản lượng. Thưa quý vị, thôn Nau Suri, xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đời sống của người dân tuy còn khó khăn nhưng bộ mặt nông thôn đã có sự khởi sắc nhờ các phong trào dân vận như mô hình gia đình 503 sạch mà các chị em phụ nữ Nau Suri tích cực tham gia.
Nhân kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, ngày 15 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2018 và 19 năm ngày dân vận của cả nước, ngày 15 tháng 10 năm 1999, 15 tháng 10 năm 2018. Chúng ta cùng đến với mô hình 503 sạch của phụ nữ thôn Nau Sori để hiểu rõ hơn về điều này. Những buổi họp mặt trao đổi kinh nghiệm như thế này đã trở thành hoạt động thường niên của chị em phụ nữ thôn Nau Sori, xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc. Ở đây, chị em phụ nữ có thể chia sẻ với nhau về tất cả các câu chuyện, các tình huống gặp phải trong đời sống hàng ngày, để rồi cùng lắng nghe, đưa ra hướng giải quyết. Nhưng tất cả đều nhằm xoay quanh cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, gồm 50, không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng bỏ học, và ba sạch, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Kết thúc buổi gặp mặt, chị em phụ nữ đã cùng tham gia chăm sóc các vỉa hè đường thôn với nhiều loài hoa khoe sắc. Làm xong công việc này thì hoa đã nở, bông cũng đã lên rồi, cảm thấy rất là vui mừng. Vâng, bà con thấy những việc làm và sự nỗ lực của các chị em, thấy nhà nào ai cũng có hoa, rồi ai cũng cùng chung vui và cùng chung tay với mình để xây dựng và phát triển thôn xóm ngày càng văn minh, giàu đẹp. Một khu dân cư với gần 80% là người đồng bào dân tộc thiểu số như Nau Sori, mà từ đường làng đến cổng nhà đều sạch đẹp, tô điểm đầy màu sắc nhờ các loài hoa như vậy, là nhờ sự vận động tích cực và hoạt động có hiệu quả của chi hội phụ nữ thôn. Khi mới thành lập, chỉ với vài chục thành viên, đến nay chi hội phụ nữ thôn Nau Sori đã phát triển lên đến gần 180 người, trong đó có đến trên 150 hội viên là người đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay, trên địa bàn chỉ còn 6 hộ nghèo, 22 hộ cận nghèo, chiếm gần 14% tổng số hộ. Từ lúc ban đầu thì cũng khó khăn là tôi phải đi từng nhà để mà hỏi những cái hộ gia đình đó là người ta có chịu cho trồng hoa hay không. Thì khi mà chúng tôi đi vận động thì chúng tôi cho họ biết cái mô hình này nó sẽ mang cái ý nghĩa, nó sẽ làm cho cái thôn làng của mình nó đẹp hơn và nó có một cái gì đó nó khác lạ hơn. Thì từ cái sự vận động đó thì chị em đã đồng ý và chúng tôi đã khởi đầu làm việc. Khi cái mô hình đã thực hiện rồi thì nói chung là mọi người đi quanh đây thì người ta rất là khen và người ta thấy là cái làng này là thật sự là một cái thôn thôn văn hóa mới và nó có một cái sự thay đổi rõ rệt. Và từ trước tới giờ thì bây giờ là nó là phát triển hơn nhiều. Chúng tôi sẽ tiếp tục là phát triển rộng hơn, tại vì từ cái đoạn đường này cho tới thôn làng thì còn rất là dài, cho nên chúng tôi sẽ tiếp tục trồng tiếp hoa để cho cái buôn làng của mình nó sẽ đẹp hơn nữa. Để giúp chi hội phụ nữ thôn Nau Sori thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, chính quyền địa phương đã chú trọng công tác hỗ trợ các hội viên phát triển kinh tế thông qua các mô hình như phụ nữ khởi nghiệp nuôi gà ta và vận động chị em xây dựng tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau làm kinh tế. Và gia đình chị Ca Thôi là một điển hình với 34 con gà giống được hỗ trợ. Đến nay, trang trại của chị đã lên đến 500 con. Lúc đầu thì nói chung là cũng gặp nhiều khó khăn, tại vì gà nhóc nó cũng bệnh nhiều lắm. Nên là mình cũng chịu khó, mình học hỏi, với lại coi ở trên mạng á, rồi tìm tòi cái cách mà để mình khắc phục cho đàn gà mình nó khỏe mạnh hơn. Mình cũng có giúp cho những chị em xung quanh những con gà giống để có thể có giống để mà phát triển. Buôn Nau Sori chúng tôi đánh giá rất là cao cái hiệu quả mô hình này mà chúng ta đang triển khai thực hiện. Nó cũng góp phần cho cái việc là xây dựng cái nông thôn mới, đô thị văn minh của thành phố chúng ta. Trong đó là xây dựng các cái cung đường, rồi các cái tuyến đường hoa sạch, rồi về vận động với gia đình để thực hiện tốt được các cái nghĩa vụ của người mẹ, người vợ trong cái gia đình để thực hiện tốt. Trong đó cũng đóng góp thiết thực vào cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của xã Lộc Nga. Và đặc biệt thì cái mô hình mà cái người dân tộc thiểu số đã thực hiện các cái chương trình này thì cũng đang tiếp tục có cái sự lan tỏa đối với cộng đồng 6 buôn trên đó là thành phố Bảo Lộc. Nhìn những nụ cười, sự hăng hái khi cùng nhau làm công tác chăm sóc đường làng, ngõ xóm của chị em phụ nữ thôn Nau Sori, vậy mới thấy tình yêu của họ đối với mảnh đất nơi mình sinh sống nhiều như thế nào. Tin rằng rồi mai đây, thôn nghèo này sẽ ngày một phát triển giàu đẹp hơn nữa nhờ sự tiến bộ, hiểu biết và không ngừng phấn đấu sáng tạo của hội phụ nữ địa phương.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc chỉ đạo hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh tiếp tục đổi mới sáng tạo trong tổ chức và cung cấp các dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hình thành bộ sưu tập tư liệu hóa. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4343 về việc củng cố kiện toàn thư viện công cộng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc chỉ đạo hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong tổ chức và cung cấp các dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hình thành bộ sưu tập tư liệu hóa, tăng cường công tác luân chuyển sách, báo phục vụ ngoài thư viện, thực hiện tốt vai trò trung tâm của thư viện cấp huyện trong phối hợp hoạt động hỗ trợ các thư viện trên địa bàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện, góp phần hoàn thiện nhân cách, đạo đức, trí tuệ, lối sống của người Việt Nam, hình thành củng cố thói quen đọc sách ở trẻ em ngay từ lứa tuổi sớm nhất, hỗ trợ việc học ở các cấp độ khác nhau, phát triển khả năng sáng tạo v.v. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động thêm nguồn lực đầu tư, phát triển thư viện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Được biết, hiện nay, mạng lưới thư viện tỉnh Lâm Đồng được phủ khắp ở 12 trên 12 huyện, thành phố và 16 thư viện xã, với hơn 200 phòng đọc trên 100 điểm bưu điện văn hóa xã. Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung đã cập nhật thực hiện 1.650 thủ tục hành chính. Qua đó, trong 9 tháng đầu năm, đã giải quyết trên 223.000 hồ sơ. Tỉnh Lâm Đồng đã triển khai cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung, thống nhất để tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của 20 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 12 ủy ban nhân dân huyện, thành phố và 49 ủy ban nhân dân cấp xã. Theo đó, hiện nay đã cập nhật thực hiện 1.650 thủ tục hành chính, trong đó cấp tỉnh cung cấp 1.196 thủ tục, các đơn vị cấp huyện cung cấp 349 thủ tục, các đơn vị cấp xã, phường, thị trấn cung cấp 105 thủ tục. Theo số liệu thống kê chung, trong 9 tháng đầu năm, tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận trên 232.000 hồ sơ, qua đó đã tiến hành giải quyết trên 223.000 hồ sơ. Việc đẩy mạnh triển khai cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng đạt hiệu quả cao. Trước khi chuyển sang phần tin trong nước, quốc tế là thông tin trên các lĩnh vực khác. Không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, những năm qua, trên 100 doanh nghiệp của huyện Đạ Tẻ còn thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội. Đặc biệt, các doanh nghiệp này đã thu hút hơn 2.000 lao động của địa phương và làm việc với thu nhập bình quân 5 triệu đồng một người một tháng. Bên cạnh lao động có tay nghề, hầu hết lao động phổ thông sau khi vào làm việc được doanh nghiệp đào tạo nghề phù hợp với sức khỏe, trình độ. Vì vậy, đã đáp ứng tốt nhu cầu về việc làm của các đơn vị, nhất là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, mộc dân dụng, sản xuất nông nghiệp, các dự án về rừng, v.v. Qua tổ chức vận động hộ nghèo đăng ký thoát nghèo trong năm 2018, hiện nay toàn huyện Đâm Rông đã có trên 730 hộ đăng ký thoát nghèo, đạt 21% so với kế hoạch. Ước đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm từ 6 đến 7%. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục thực hiện việc giao đất trồng rừng và giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho bà con nhân dân trồng rừng với tổng diện tích 100 ha và tiếp tục vận động tuyên truyền bà con nhân dân đăng ký trồng rừng theo kế hoạch. Ngoài ra, các ngành chức năng cũng quan tâm đến công tác xuất khẩu lao động và đầu tư xây dựng cơ bản, nhằm từng bước hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội của năm 2018 mà huyện đã đề ra. Tối ngày 12 tháng 10, tại quảng trường Lâm Viên, đông đảo các bạn trẻ, đoàn viên thanh niên đã được hòa mình vào không khí sôi động của liên hoan các nhóm nhảy hiện đại và nhóm nhảy Acoustic do Thành đoàn Đà Lạt tổ chức. Tham gia liên hoan, 24 đơn vị đến từ các đoàn phường xã và các trường trung phổ thông trên địa bàn thành phố đã mang đến 42 tiết mục với nội dung đặc sắc cho cả hai nội dung thi nhảy hiện đại và Acoustic. Các tiết mục được ban giám khảo đánh giá có đầu tư, có chất lượng và sôi động, sáng tạo về hình thức thể hiện. Liên hoan đã tạo thêm sân chơi lành mạnh bổ ích cho đoàn viên, hội viên, thanh niên, khuyến khích hình thành và phát triển các nhóm nhảy, ban nhạc trẻ, tăng cường rèn luyện sức khỏe, tuyên truyền về phong trào nhảy hiện đại trong các bạn trẻ trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Những nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước và thế giới. Quyết định quản lý thu chi bằng tiền mặt qua hệ thống kho bạc nhà nước về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. Canada sẽ áp dụng chế độ hàng nhập mới và đánh thuế quan đối với 7 loại thép nhập khẩu bắt đầu từ ngày 25 tháng 10 tới. Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung thông tư số 13, quy định quản lý thu chi bằng tiền mặt qua hệ thống kho bạc nhà nước nhằm thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.
Dự thảo bổ sung quy định các đơn vị tổ chức kinh tế có tài khoản tại ngân hàng hoặc kho bạc nhà nước thực hiện nộp ngân sách nhà nước bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt hoặc nộp bằng tiền mặt vào tài khoản của kho bạc nhà nước tại ngân hàng thương mại, trừ những khoản nộp ngân sách nhà nước có giá trị dưới 5 triệu đồng. Đồng thời giảm mức chi bằng tiền mặt mà đơn vị sử dụng ngân sách phải thực hiện qua ngân hàng thương mại từ 1 tỷ đồng trở lên một lần thanh toán xuống còn từ 50 triệu đồng trở lên một lần thanh toán. Ngoài ra, dự thảo sửa đổi quy trình thanh toán cá nhân qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo hướng ngân hàng thương mại, thực hiện chuyển tiền cho các cá nhân theo đúng bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng đã được kho bạc nhà nước sao y hoặc đăng tải trên cổng trao đổi dữ liệu điện tử của kho bạc nhà nước để ngăn chặn các trường hợp lạm dụng lỗ hổng trong quy trình chi lương, chiếm đoạt tiền của nhà nước và người lao động. Với chủ đề nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát đối với việc giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri, Hội nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016-2021 đã được tổ chức tại Kon Tum. Tại hội nghị, gần 170 đại biểu đến từ 14 đoàn đã có 13 tham luận, giới thiệu những mô hình hay hiệu quả trong công tác tiếp xúc cử tri và hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục khó khăn hạn chế trong công tác tiếp xúc cử tri và giám sát giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri. Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân trong hoạt động tiếp xúc cử tri được hội nghị tập trung thảo luận. Vấn đề tổng hợp ý kiến cử tri sao cho chính xác, đúng tinh thần kiến nghị cử tri. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong xây dựng kế hoạch và tổ chức tiếp xúc cử tri hiệu quả cũng được các đại biểu chú trọng. Hội nghị lần này đã dành nhiều thời gian để trao đổi kinh nghiệm về hoạt động lấy phiếu tín nhiệm của Hội đồng Nhân dân với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu ra. Các ý kiến kiến nghị của các đại biểu tại hội nghị là cơ sở để ban công tác đại biểu của Quốc hội tổng hợp đề xuất Quốc hội có hướng giải quyết hợp lý, hiệu quả. Sau hơn 9 năm kể từ khi tỏi Lý Sơn được Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận thương hiệu nhãn hiệu tập thể và được bảo hộ, thì giá trị của cây tỏi Lý Sơn Quảng Ngãi ngày càng được nâng cao, giúp cho người trồng tỏi trên đảo có được nguồn thu lớn. Đặc biệt, tỏi Lý Sơn ngày càng có nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Mỗi năm, cư dân ở đảo Lý Sơn trồng khoảng 310 hectare tỏi, thu hoạch trên 2.200 tấn tỏi tươi. Từ ngày được công nhận nhãn hiệu và được bảo hộ, thì tỏi Lý Sơn đã có được thương hiệu trên thị trường. Người tiêu dùng biết đến tỏi Lý Sơn nhiều hơn, du khách khi đến với Lý Sơn cũng chọn mua tỏi Lý Sơn để tiêu dùng làm quà biếu. Tỏi Lý Sơn rất là thơm và nó ăn trong miệng thì nó giòn giòn và cái mùi thơm nó nồng lên mũi rất là thơm. So với cái tỏi ở ngoài thì chợ mình hay mua thì nó ăn cái nó không có thơm bằng, nhưng mà cái mùi nó có vị hanh hanh hôi hôi, mình không có thích. Còn tỏi Lý Sơn thì mình rất là thích. Tỏi Lý Sơn đang được tiêu thụ mạnh nhất trong các loại tỏi trên thị trường, có mặt ở cả trong hệ thống siêu thị lớn trên toàn quốc. Nhờ thị trường tiêu thụ tốt nên rất nhiều cơ sở chuyên kinh doanh tỏi Lý Sơn cũng được mở bán. Giá tỏi Lý Sơn thường dao động ở mức 50.000 đồng đến 120.000 đồng một ký, có thời điểm tăng lên đến trên 150.000 đồng một ký. Từ khi có thương hiệu á, thì họ cũng mua bán rất là nhiều hơn, rồi họ ăn cũng mạnh hơn. Tại vì tỏi mình ngon thành ra là họ cũng thích. Chị đơn đo mở rộng thị trường ra là để chị cũng có cái nhu cầu mua cho Lý Sơn cho nó tiêu thụ cho được nhiều hơn. Chứ tỏi nó lại có cái đúng cái thương hiệu của nó. Chứ để rồi nó trà trọng là nó mất giá. Cho nên chị đơn mở thị trường rất là rộng. Chị cũng đơn đi từ Nam tới Bắc á. Tỏi Lý Sơn dù được người tiêu dùng tin dùng nhưng cũng đang đứng trước nhiều thách thức lớn trong việc bảo vệ thương hiệu. Bởi việc bảo vệ thương hiệu tỏi Lý Sơn còn nhiều bất cập, đến nay vẫn chưa có bao bì đúng chuẩn, chưa có nhãn mác tem chống giả đầy đủ để được bảo hộ một cách tốt nhất. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Phạm vi nghiên cứu trực tiếp trong ranh giới hành chính thành phố Hạ Long với diện tích gần 28.000 hecta, phạm vi nghiên cứu gián tiếp gồm các khu vực lân cận thành phố Hạ Long, huyện Hoành Bồ, thị xã Quảng Yên. Mục tiêu của quy hoạch là nâng cao vai trò, vị thế của thành phố Hạ Long nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung trong khu vực và quốc tế, phát triển thành phố Hạ Long theo hướng phát triển bền vững, phù hợp với yêu cầu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng phát triển thành phố Hạ Long trở thành thành phố du lịch biển văn minh, thân thiện, trung tâm dịch vụ du lịch đẳng cấp quốc tế với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, hiện đại, gắn với bảo tồn và phát huy di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Canada sẽ áp dụng chế độ hàng ngạch mới và đánh thuế quan đối với 7 loại thép nhập khẩu bắt đầu từ ngày 25 tháng 10 tới. Quyết định này được đưa ra nhằm ngăn chặn làn sóng nhập khẩu thép có nguy cơ tăng lên sau khi Mỹ tăng thuế đối với hai mặt hàng này. Cụ thể, từ ngày 25 tháng 10, Canada sẽ áp thuế nhập khẩu thép 25% đối với những trường hợp có mức nhập khẩu vượt quá mức thông thường.
Canada hiện là nhà cung cấp nhôm và thép lớn nhất sang thị trường Mỹ, và Ottawa không quá hy vọng vào khả năng Washington sẽ nhanh chóng dỡ bỏ thuế quan đánh vào hai mặt hàng này. Hồi tháng 6 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định áp thuế trừng phạt với Canada và Mexico, viện dẫn những lý do về an ninh quốc gia. Washington quan ngại một số quốc gia sẽ tuồn nhôm và thép vào Canada, nguy tạo những các sản phẩm có xuất xứ tại đây và biến Canada trở thành sân đệm để đẩy hàng vào Mỹ. Để giải quyết mối quan ngại này, Ottawa đã áp dụng những biện pháp trên nhằm ngăn chặn làn sóng nhập khẩu thép có nguy cơ tăng lên. Một thông tin đáng chú ý đối với những người có ý định làm việc tại Nhật Bản. Vừa qua, chính phủ Nhật Bản đã công bố chương trình nới lỏng quy định tuyển dụng lao động nhập cư và cho phép người lao động nước ngoài có kỹ năng lưu trú lâu dài tại nước này. Dự kiến, quy định mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm sau. Chính phủ Nhật Bản dự định ban hành một hệ thống tuyển dụng lao động nhập cư mới. Làm việc trong hơn 10 ngành nghề đang ngày càng thiếu nhân lực ở nước này, trong đó có ngành xây dựng, nông nghiệp, chăm sóc bệnh nhân và người già. Lao động nước ngoài biết tiếng Nhật sẽ được cấp thị thực thời hạn 5 năm và không được mang theo gia đình tới Nhật Bản. Trong khi, người lao động có kỹ năng hơn và chuyên môn cao có thể được phép gia hạn thị thực, thậm chí có thể cư trú dài hạn và được quyền mang theo người thân. Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ phải thuê lao động nước ngoài với các điều kiện tương tự như công dân Nhật. Tình trạng thiếu hụt lao động, đặc biệt tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản, đang ngày càng trầm trọng, Bộ Chính phủ phải nới lỏng quy định tiếp nhận người lao động nước ngoài. Theo thống kê, hiện có 1,28 triệu lao động nước ngoài đang làm việc tại Nhật Bản, phần lớn là người Trung Quốc, Việt Nam và Philippines. Giới nghiên cứu vừa có thêm một bước tiến mới đối với lĩnh vực sinh sản và di truyền học. Mới đây, các nhà khoa học Trung Quốc thông báo đã tạo ra một chuột con khỏe mạnh từ hai chuột cái mà không có sự tham gia của chuột đực, thông qua việc sử dụng tế bào gốc và kỹ thuật chỉnh sửa gen. Nhóm nghiên cứu đã tạo ra chuột con khỏe mạnh bằng cách tiêm tế bào gốc từ chuột mẹ thứ nhất vào trứng của chuột mẹ thứ hai. Tế bào gốc này đặc biệt ở chỗ chứa 23 chứ không phải 46 nhiễm sắc thể mang ADN thông thường, tức giống tinh trùng của chuột đực. Các nhà khoa học Trung Quốc muốn tìm hiểu vì sao những con vật cùng giới không thể sinh con, đồng thời mở ra cánh cửa mới trong nghiên cứu khoa học về sinh sản và di truyền học. Trước đó, các nhà khoa học Trung Quốc cũng tạo ra chuột con từ hai chuột đực bằng cách sử dụng kỹ thuật tương tự, nhưng tất cả chuột con đều đã chết trong vòng 48 giờ sau khi sinh. Nhóm nghiên cứu chưa rõ lý do tại sao điều này xảy ra và họ đang có kế hoạch tiến hành lại cuộc thử nghiệm. Tuy nhiên, nghiên cứu trên đang vấp phải sự phản đối của nhiều tổ chức bảo vệ động vật. Nhà cung cấp dịch vụ đi xe chung Quay của Google mới đây tuyên bố công ty này đang mở rộng dịch vụ đi xe chung tới toàn bộ 50 bang của Mỹ nhằm thông minh hóa giao thông cũng như tiết kiệm tiền và thời gian trong suốt khung giờ cao điểm. Việc mở rộng phạm vi sử dụng Waze Carpool, ứng dụng thuộc sở hữu của Google, được thiết kế nhằm tạo kết nối giữa lái xe và khách hàng trên toàn lãnh thổ Mỹ, cũng sẽ giúp giảm thiểu cả tình trạng ùn tắc gây mất thời gian của những người tham gia giao thông. Ứng dụng này có thể dễ dàng được cài trên điện thoại thông minh với giá dịch vụ cho các khách hàng mới chỉ $2 sử dụng ứng dụng trong 21 ngày, nhằm khuyến khích người dân hạn chế dùng xe riêng để tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường. Tính đến nay, có khoảng 30 triệu người tại Mỹ cũng đang dùng Waze Carpool cho việc di chuyển. Một theo dòng thời sự hôm nay, bất cập trong việc xét tiêu chí giảm nghèo đa chiều, là thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay. Thưa quý vị, việc xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn mới của quốc gia áp dụng trong giai đoạn 2016-2020 được thực hiện theo hướng tiếp cận đa chiều, dựa trên việc đánh giá tài sản để ước lượng thu nhập của hộ gia đình và thực trạng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và tiếp cận thông tin. Qua thời gian triển khai tại các địa phương trong tỉnh, việc áp dụng chuẩn mới vẫn còn nhiều lúng túng. Việc triển khai đánh giá vẫn còn chưa sát thực tế, gây nhiều khó khăn và ảnh hưởng đến quá trình thực hiện công tác này của tỉnh. Mục Theo Dòng Thời Sự sẽ phân tích rõ hơn vấn đề này. Mặc dù có nhà ở, phương tiện máy móc phục vụ sản xuất, hai vợ chồng đảm bảo sức khỏe, nhưng gia đình chị Ca Biển ở thôn Bóp Lé, xã Phi Liên, huyện Đam Rông lại được xét diện hộ nghèo của xã theo chuẩn mới giảm nghèo đa chiều hiện nay. Hiện nay thì gia đình cũng đã có xe, nhà cửa thì cũng đã ổn định, nhưng mà theo tiêu chí thoát nghèo mới của nhà nước, hiện tại thì gia đình chúng tôi vẫn còn gặp có nhiều khó khăn về đi lại. Về sức khỏe thì cũng con cái thì hay ốm yếu, với lại hiện nay thì tại vì có quy chế của nhà nước là quản lý bảo vệ rừng chặt chẽ, chúng tôi cũng còn thiếu đất sản xuất. Theo quy chế của nhà nước thì nhiều hộ nghèo quá,
cho nên là chỉ có thể là đưa ra các cuộc họp bình xét hoặc là bốc thăm. Ngược lại, cùng ở thôn Bóp Lé, mặc dù hai vợ chồng không còn tuổi lao động, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng hộ ông Cờ Bàng lại không nằm trong diện hộ nghèo của địa phương. Việc bất cập trong bình xét thoát nghèo của hộ gia đình ông Bàng cũng là thực trạng đang gặp phải ở một số địa phương trong tỉnh. Như chú bây giờ thì đã thoát nghèo rồi, mà hoàn cảnh cũng là còn cũng gặp có nhiều khó khăn. Kinh tế làm ăn trong này thì cà phê thì giá cả thất thường, phân trò thì là lên cao. Thực tế qua triển khai xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn mới của quốc gia áp dụng trong giai đoạn 2016-2020 theo hướng tiếp cận đa chiều hiện nay còn nhiều bất cập. Việc xác minh trên phiếu và rà soát hộ nghèo ở khu vực thành thị được dựa trên 14 tiêu chí và 5 nhu cầu xã hội cơ bản gồm giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, vệ sinh và tiếp cận thông tin. Tương tự ở khu vực nông thôn dựa trên 13 tiêu chí và 5 nhu cầu xã hội cơ bản nêu trên. Nhưng thực tế xác minh và chấm điểm ở khu vực nông thôn lại gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ một gia đình có một xe máy mới cũng chấm giống như là một gia đình có xe máy cũ, hư hỏng. Hộ có nhiều nhân khẩu thì thang điểm cao hơn so với các hộ gia đình neo đơn khó khăn. Xác minh tài sản, đất sản xuất, điện sinh hoạt vẫn còn chưa thật sự chính xác. Ngoài bất cập trong xét các tiêu chí, thì việc hỗ trợ các nguồn lực lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế xã hội với công tác giảm nghèo vẫn chưa đạt yêu cầu, kinh phí đầu tư cho mục tiêu giảm nghèo còn hạn hẹp. Các chính sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi về y tế, giáo dục cho hộ nghèo chưa kịp thời. Ở địa phương thì còn có một số những hạn chế, ví dụ như trong cái chấm điểm của cái theo cái quy định của khu vực Tây Nguyên trong giai đoạn 15-20 ấy, thì tiêu biểu ví dụ như là trong cái tiêu chí thứ nhất ấy, là một hộ gia đình mà có 5 người hoặc 6 người hoặc trên 6 người trở lên ấy, thì cái thang điểm của nó là càng điểm càng thấp, và hộ nào càng ít người thì cái điểm nó càng cao lên, mà kết quả cuối cùng là điểm càng cao ấy, thì là không rơi vào hộ nghèo nữa. Mà hộ nào điểm càng thấp thì là rơi vào hộ nghèo. Qua thực tế thì cũng có một số hộ người ta cũng có nhiều ý kiến, vì thực tế là hoàn cảnh người ta nghèo thật, nhưng mà khi mà chấm vào thang điểm á, là nó cũng khó khăn. Thứ nhất thì là thiếu đất sản xuất. Thứ hai thì do nhà mình đông con, kiến thức sản xuất mình thì còn kém, nên là năng suất lao động của mình thì hơi thấp, mùa màng thì thu không được bao nhiêu, nên mức sống của gia đình thì còn hơi thấp. Việc mà xét đa chiều ở vùng sâu vùng xa là có những cái bất cập. Thứ nhất là những cái hộ giàu có nhưng mà không có điện, thì những cái khâu mà không có điện thì nó dẫn đến không có tivi, không có tủ lạnh, rồi không có những cái dụng cụ điện tử, thì nó dẫn đến là những cái hộ đó là hộ nghèo. Những cái hộ mà ở gần văn ở cái khu vực trung tâm xã thì lại những cái hộ đó lại có điện, sinh ra là có những cái dụng cụ không đáng kể nhưng là hộ nghèo. Đó là một cái bất cập. Thì qua cái tình hình bất cập đó thì địa phương chúng tôi cũng thành lập cái đoàn rà soát hộ nghèo từng năm để đánh giá các tiêu chí và những cái mà đạt được trong cái năm qua, những hộ nào mà đáng thoát nghèo là chúng tôi cũng đưa ra cái tình hình đăng ký thoát nghèo từ đầu năm. Rồi có những cái những hộ mà trong thời gian qua thì họ nghèo, họ thoát nghèo chứ mà thiệt ra gia đình họ là hết sức là khó khăn, thì chúng tôi cũng đang cân nhắc nên đưa vào không đưa vào để giảm cái tỷ lệ hộ nghèo đối với xã Phi Liên. Nguyên nhân của những bất cập trong xét các tiêu chí giảm nghèo đa chiều hiện nay là quy định các phụ lục thực hiện rà soát, chấm điểm tài sản, xác định mức độ thiếu hụt về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục của hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa hợp lý khi áp dụng thực tế. Có nhiều chính sách hỗ trợ liên quan đến lợi ích của hộ nghèo, người nghèo, từ đó làm mất đi động lực phát triển, tạo tâm lý trông chờ ỷ lại vào nhà nước. Mặt khác, một số bộ phận cán bộ làm công tác này, nhất là cán bộ thôn, chưa nắm rõ quy định về các tiêu chí, nên trong quá trình thực hiện đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lúng túng. Theo kết quả kiểm tra rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều,
áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Lâm Đồng có hơn 20.000 hộ nghèo, chiếm 6,67%. Dựa trên chuẩn nghèo đa chiều, thì hộ nghèo ở Lâm Đồng vẫn còn nhiều thiếu hụt trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Hiện có gần 8.000 hộ có nhà ở thiếu kiên cố, chiếm 39,36% hộ nghèo, và hơn 8.000 hộ khác nhà cửa chật hẹp, chiếm 41,26%, cần được làm mới, sửa chữa, xây dựng thêm. Nhà vệ sinh ít được hộ nghèo quan tâm nhất, khi có đến hơn 10.292 hộ, chiếm 51,22% hộ nghèo, chưa có hoặc tạm bợ. Sau nhiều nỗ lực, đến đầu năm 2017, theo chuẩn nghèo đa chiều, toàn tỉnh còn 15.908 hộ nghèo, chiếm 5,19% so với đầu năm 2016. Số xã có tỷ lệ hộ nghèo dưới 7% chuẩn nông thôn mới tăng 20 xã. Xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 15% giảm 9 xã. Trước thực trạng đó, các ngành chức năng liên quan cần sớm có những giải pháp, những kiến nghị đề xuất với chính phủ, điều chỉnh một số quy định cho phù hợp với thực tiễn. Chúng tôi cũng đã tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp tỉnh, hỗ trợ cái nguồn vốn để đầu tư vào cho đồng bào nghèo. Và cái thứ hai, chúng tôi cũng sẽ tăng cường cái công tác đào tạo tập huấn, đặc biệt là các ban chỉ đạo ở xã, làm sao nắm được tiêu chí đa chiều này từng lĩnh vực để chúng tôi có thể xóa được cái nghèo theo từng tiêu chí một. Trước hết là cũng tiếp tục kiên trì cái việc là tập trung hỗ trợ ở những cái vùng khó khăn nhất. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân vì sao những cái xã mà tỷ lệ hộ nghèo cao mà chậm được cải thiện, ở những thôn mà tỷ lệ hộ nghèo cao, đồng bào còn khó khăn nhưng chậm được cải thiện, cũng cần tập trung để mà có giải pháp đồng bộ. Trước hết là kể cả đầu tư về hạ tầng cũng đầy đủ, đảm bảo mà cái bà con tiếp cận được công nguồn việc làm, tiếp cận dịch vụ xã hội, nó rất thuận tiện. Cái thứ hai là chú ý tới cái vấn đề nguồn nhân lực, đảm bảo sẽ không có em nào phải bỏ học, không có cái người bệnh nào mà không thể phải đi chữa bệnh. Vì từng bước là nâng cái chất lượng dinh dưỡng cho trẻ em, rồi cái vệ sinh môi trường, đó là những điều kiện để chúng ta cải thiện về lâu dài. Cái thứ ba nữa là cái công tác cán bộ, làm sao để mà có lực lượng cán bộ có tâm huyết, đặc biệt là phải có năng lực để tổ chức triển khai cái chương trình nó phù hợp với cái thực tế của địa phương mình, thực tế của cái từng cái hộ nghèo ở trên địa bàn của mình. Cùng với các chính sách, chương trình hỗ trợ của nhà nước, thì một trong những giải pháp để thực hiện tốt công tác giảm nghèo chính là sự nỗ lực phấn đấu, vươn lên thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại của chính người dân ở địa phương. Nhất là xóa bỏ tâm lý, không muốn thoát nghèo của một số hộ dân hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.